Đấy quý vị, chúng ta sẽ thấy và đây chúng ta sẽ vào tiếp tục là chúng ta sẽ sơ qua những cái thành tựu đạt được của Sway năm 2019. Thứ nhất, về tài sản cố định của chúng ta là khoảng 16,6 triệu đô la, 36 tòa nhà cấu trúc và 3.000 đơn vị máy móc thiết bị bao gồm máy tính, tính sách tay rồi màn hình vân vân, 32 xe ô tô, tức là xe ô tô chở hàng. Về tài sản vô hình gồm có 2,7 triệu USD, là bao gồm những cái phần mềm chuyên nghiệp, những phần mềm chuyên nghiệp về bản quyền bắt buộc phải mua. Để một trung tâm thử nghiệm vận chuyển hoạt động tại Beirut với diện tích 36 hecta, 11 phương thức vận chuyển đã được thử nghiệm và 4 loại hình, 4 tuyến đường đã được xây dựng, và bây giờ nữa là 5 tuyến đường. Để gần đây là 5 tuyến đường. Một trung tâm thử nghiệm rộng 28 hecta đã được trình diễn tại nhà Sahara của UAE quý vị ạ. Và một và đặc biệt trong năm 2019 chúng ta có một cái rất là hay, đó là gì ạ? Chúng ta đã được phê duyệt 15 km đường tại UAE, và cái này chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ bàn với nhau là bao giờ cái này sẽ được thực hiện. Cái quan trọng chúng ta nghe cái đó. Và những cái này là tài sản của công ty và tài sản của chính những các cổ đông, những nhà tài trợ. Đấy quý vị ạ. Một cái giai đoạn mà một bước tiến mới rồi. Đấy. Chúng ta gồm có 400.000 nhà đầu tư từ 200 quốc gia khác nhau, người ta tài trợ cho dự án. Và công ty đã trình bày 19 triển lãm khắp nơi trên thế giới, từ Berlin đến Singapore. Kể từ năm 2014 có hơn 32 quốc đoàn, phái đoàn từ quốc gia khác nhau đã đến thăm, bao gồm các quan chức, các nhà khoa học và doanh nhân, người ta đến cả. Và người ta cũng có những cái video để lại rất là hay, cảm nhận của người ta. Năm 2019, Sway được trình bày tại hội nghị thượng đỉnh chính phủ của Dubai, nơi đại diện các nhà khoa học, chính trị và nghệ thuật. Trong đó những cái buổi như vậy thì thường có với những các chính trị gia như điển hình là Barack Obama hoặc là Elon Musk, là những cái triệu phú như vậy, người ta cũng có tham dự những cái buổi đó. Về báo cáo truyền hình thì rất nhiều cái hãng truyền hình thông trên thế giới năm vừa qua người ta đưa tin về Sway rất là nhiều, và điển hình là cái hãng truyền hình của Nhật Bản, người ta tìm nguồn cảm hứng công nghệ Sway, và CNN và truyền hình Sarat của UEA như vậy. Và hiện tại bây giờ của chúng ta đối với cả về kỹ thuật thì về đội ngũ kỹ sư của chúng ta là có khoảng là gần 1.000 kỹ sư, hơn 80 phòng ban thiết kế, và xưởng sản xuất của chúng ta rộng khoảng hơn 10.000 mét vuông. Và Unity đang tính là khoảng một đến năm năm tới là số lượng kỹ sư sẽ nhân lên khoảng 100.000 người để chúng ta mới đủ những cái dự án mục tiêu của chúng ta được. Đấy. Vừa rồi là một cái sân bay nhỏ chúng ta cũng đã được sở hữu của chúng ta, tức là chúng ta mua lại cái sân bay nhỏ. Nếu mà chúng ta không có sân bay riêng thì chúng ta cũng không có giấy phép để mà thử bay để mà thử nghiệm, cũng không có giấy phép để chứng nhận cái sản phẩm này mà bán ra ngoài. Đấy, cho nên là vừa rồi chúng ta đã phải mua một cái sân bay nhỏ để mà đủ tiêu chuẩn để mà thử nghiệm những cái chiếc máy bay không người lái như vậy. Và hiện tại công ty cũng đang lắp ráp cái dây chuyền sản xuất động cơ rồi, thưa quý vị ạ. Thì đối với xưởng sản xuất của công ty thì vừa rồi là chúng tôi cũng có đến thành phố Min, cũng thăm trực tiếp thăm nhà máy chính của công ty, và có một cái nhà máy phụ của ta gần đây là mới công bố, tức là đã lên kế hoạch từ năm 2018 rồi, nhưng thời gian gần đây là người ta sẽ công bố cái nhà máy mới này của công ty. Và cái nhà máy này sẽ phục vụ chủ yếu là những cái sản phẩm về đầu máy kéo, tức là những cái đầu máy toa xe để phục vụ cho những cái dự án mục tiêu của công ty. Và bên phải quý vị sẽ thấy một cái nhà máy nữa, một cái phân xưởng nữa mà công ty cũng chưa tiện
tiết lộ. Nhưng nếu quý vị lên trang web của cạnh UR máy bay không người lái ấy, thì quý vị sẽ thấy được cái nhà máy này. Đây, Segway rất nhiều cái sản phẩm. Thì hiện tại bây giờ công ty đang công bố khoảng mấy cái sản phẩm chính đó. Quý vị. Và đây cũng tập đây là tài sản của chúng ta. Đấy, trước. Đây. Và đặc biệt vào ngày 26 tháng 10 năm 2019, chúng ta khai trương tuyến đường đầu tiên, và đặc biệt là có sự góp mặt của hoàng thân Mohammed Al-Qasimi, và một cái công ty tư nhân mà lại có quốc vương đích thân đến thăm và đến tham dự cái buổi triển lãm, một cái buổi mà khai trương đầu tiên như vậy. Thì tôi thấy là đối với cái đối tác của Ả Rập thì người ta rất là trân trọng và rất là quý, và có rất là nhiều cái thông tin người ta nói rằng là người ta thậm chí bắt tay Junuki, và người ta nói rằng nhà chúng tôi sẽ là nhà của bạn, nhà chúng tôi sẽ là nhà của bạn, cảm ơn bạn đã đem những cái công nghệ mà tốt tân tiến như này đến với đất nước của chúng tôi, nhà chúng tôi sẽ là nhà của bạn. Đấy, tức là người ta rất là chào đón. Và trong khi đó một số quốc gia người ta lại, tức là nó cũng do là đối thủ cạnh tranh. Đấy, quý vị sẽ thấy là bình thường rất là nhiều quý vị sẽ hỏi là thế mỗi giai đoạn là mức thời gian khoảng bao nhiêu, rất là nhiều quý vị hỏi như thế. Thì mỗi giai đoạn nó không phụ thuộc vào thời gian là bao nhiêu, 4 tháng, 5 tháng hay là 1 năm, mà nó phụ thuộc vào khối lượng công việc trong từng giai đoạn đó và nhà tài trợ. Tôi lấy ví dụ như là xong giai đoạn 12 thì chúng ta mới bắt đầu là quyết định làm một cái công viên với trung tâm đổi mới tại UEA. Thì lúc đó thì bắt buộc là chúng ta khối lượng công việc chúng ta nhiều hơn, và khoản tiền chúng ta tài trợ phải dành thêm cho nó. Đấy, cho nên là cái giai đoạn đó phải kéo dài hơn, đúng không ạ? Đấy, tức là nó phụ thuộc vào khối lượng công việc. Và đặc biệt là tại sao tôi nói là nhà tài trợ, ví dụ như là có một giai đoạn nào đó mà người ta sẵn sàng cho nhà đầu tư lớn vào để mà tài trợ hết giai đoạn đó, thì tất nhiên là của nhà tài trợ. Đấy, và còn hai giai đoạn nữa thì rất nhiều người ta hỏi tại sao một nhà tài trợ lớn để vào mà mua hết đi. Thì ông Junuki ông nói là những cái giai đoạn đầu tiên này phù hợp nhất là những nhà đầu tư cá nhân nhỏ như chúng ta. Đấy, và chúng ta sẽ dành những khoản tài trợ sau, ví dụ như dự án siêu tốc độ cần 1 tỷ đô la và một cái dự án Speedway khoảng 2.600 tỷ, chúng ta dành những nhà đầu tư lớn vào thì nó tốt hơn, chúng ta sẽ có lợi nhuận cao hơn. Đấy, chính như vậy là, và trước khi nhà đầu tư lớn vào ấy, thì người ta lại sẽ bắt là ngừng nhà đầu tư nhỏ tài trợ như chúng ta. Đấy, như vậy chúng ta đang rất cơ may là khoảng 2 cái giai đoạn nữa thôi. Tôi nghĩ là có khả năng là ví dụ hết giai đoạn 14, chưa chắc giai đoạn 15 đã có chẳng hạn. Hoặc là giai đoạn 14 thì giai đoạn 15 nó tự đấu trôi luôn. Đấy, chính vậy là quý vị sẽ cố gắng làm sao mà mình tận dụng nốt giai đoạn 14 này. Giai đoạn 14 này là giai đoạn mà gọi là sát nút. Đấy quý vị ạ.